À, quý vị biết sao ông Có rất là nhiều những cái ý kiến nói rằng à, Thiền Am nên đi theo bên này, à, không nên theo bên kia, hoặc Thiền Am nên theo bên kia, không nên theo bên này. Nhưng mà thực sự thật sự thiệt ra thì quý vị biết á, là bên nào cũng dành. Hôm nay lấy nguyên liệu đi cường quá trang bị. Ủa, ông bạn kia thất bại rồi. Cái tiếng nói tốt cho mình lỡ mọi người nghe cho nó hết luôn nha. thì ở đây chúng tôi là những người tu thành ra mình không có thể nào mình theo bên này mình hất hủi bên kia hay mình theo bên kia mình hất hủi bên này mà ai có dành những cái tiếng nói tốt cho chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn cảm ơn và mang cái sự biết ơn đối với người đó cho nên là chúng tôi uh, chúng tôi dung hòa hết tất cả cho nên Đoàn hoàng nguyên là đời sống của chúng tôi sẽ không làm cho các bạn và quý vị thất vọng đâu và hoàng nguyên cũng mong rằng ở bên toán trần hay là ở bên Thánh tử cao dù là bên nào thì mình cũng nên tìm một cái tiếng nói chung tìm một cái quan điểm chung để mình có thể cùng nhau đồng hành song hành mình tìm những cái lý lẽ đúng tìm những cái lời nói đúng để giúp ích cho tất cả mọi người nếu quý vị thấy như ở bên toán trần bên anh Lộc lê bên chị thi, thi thi hay là bên nói nói chung là là bên bên đó thì người ta có những cái lời nói tốt để người ta binh vực cho những cái người yếu thế như ở Thiền Nam đây. Vâng. Hôm nay là ngày mùng à, 3 Tết rồi. Đúng ra là Phương Điên Mobile sẽ đi ngủ sớm. Thì à, chợt nhớ ra là hôm nay là ngày cuối cùng của ngày Tết. Do đó là muốn lên giao lưu với mọi người và có một à, số lời tâm sự cùng mọi người vào ngày mùng 3 Tết giống như cái tiêu đề là Thiền Am muốn anh Tống Trần và anh thắm Tử Cao làm những cái điều gì thì hồi nãy là mình đã cho mọi người nghe rồi nghe một đoạn rồi thì à, hôm nay là ngày mùng 3 Tết mình là xin chúc tất cả mọi người có một ngày à, xung hợp cùng gia đình hết sức là vui vẻ hết sức là mạnh khỏe an lạc và hạnh phúc ok xin chào em chi chúc nha xin chào à, cô y đình à, xin chào cô cathy uh, đào phạm xin chào chế linh đặng à, xin chào uh, chị đồng phụng nha lâu quá chị đồng phụng không vô nha ok giờ này thì cũng khuya quá rồi do đó là mình xin mạng phép uh, phát công chiếu lại cái buổi live stream trực tiếp này vào uh, sáng ngày hôm mai còn nếu sáng ngày mai mình khỏe uh, thì mình sẽ làm video clip mới ok à, xin chào anh đinh quốc thái nha anh quốc thái mới được uh, tháo ra hiện tại bây giờ uh, mình rất là tin tưởng khán giả, mình cho các anh chị cầm cà lê để mà có những cái gì đó là nói không đúng với thì nghe em thì chúng ta chặn lại, thì đưa cà lê cho mọi người cầm thì mọi người lê lại dùng cái 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 cá nhân ra thì chắc sắp tới mình sẽ thu cà lê lại hết và không có phát gai nữa. À, tuy nhiên thì có những buổi công chiếu như vậy mà không phát thì gọi là không được. Ok xin chào Lý Lại Thiên. Các vị biết là Thiền Nam ngày mùng 1 Tết đã chật giật mãi mới phát được cái video clip uh, à, Thiền Nam bay nay và nhận được cái sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Mà mình thấy là một số các kênh youtuber nói là giúp Thiền Nam, nói là bảo vệ Thiền Nam mà mình không thấy cái kênh nào mà chia sẻ hay là quảng cáo cho bên Thiền Nam cả. Tính nỗi mà Full Game Mobile phải đi qua tới TikTok Tạo một tài khoản bên TikTok á Để mà Full Game Mobile Muốn cái video clip của bên Thiền Nam Được Mọi người biết đến Bằng cách là giới thiệu chích đoạn một đoạn hay gì đó Để cho người ta coi người ta ngứa Rồi mình dẫn dụ người ta đi qua bên kênh Thiền Nam ở Vũ Trụ xem Mình thấy là rất là ba bốn bữa nay ba bốn bữa nay từ bữa 30 tới giờ Mình thấy là hầu như là các anh này Đều là làm cho cá nhân cả thì ngang người ta làm như vậy thì tham người ta rất là buồn người ta không biết cách nào để xử sự với những trường hợp này và mới đây thì các anh lại lên công kích với nhau tại sao những cái anh anti fan các anh không công kích các anh này công kích người nhà lấy với nhau và hết chủ đề hay là sao hôm nay mình rất buồn rất buồn về vấn đề này mới mùng 3 tết tại sao các anh không có chịu giới thiệu những cái video clip của bên thiền ngang để giúp cho Thiền Am à, có được một lượng xem khủng trong cái mùa mà Tết này. Tại sao cứ lên mạng là cứ phải chửi nhau, hết đề tài rồi sao? Mình à, tâm sự mỏng với mọi người như vậy mình cảm thấy rất là buồn phiền. À, tại sao không đi mà giới thiệu những cái video clip, giới thiệu những cái tác phẩm hài rất là hay của bên Thiền Am đến với mọi người để mọi người hiểu rõ bên Thiền Am hơn? mà mọi người cũng không có làm theo thiền am nữa hồi nãy mình cho mọi người nghe một cái đoạn video clip mà thiền am yêu cầu rồi đó người ta là người bậc tu hành người ta không thể nào mà sân si mãi như vậy được và có một cái chuyện mình rất là buồn là tại sao họ mở mở miệng ra là họ nói yêu mến thiền am mà lại họ không tặng tiền cho thiền am mà họ tặng tiền cho youtuber cái đó mình còn buồn ác nữa cứ hãy lâu lâu mình làm youtuber mình nhớ các chú tiểu cái mình à, gói ghém chút cái mình gửi qua gửi tí xíu vậy đó à, lâu lâu cái mình làm youtube mình thấy vui vui cái à, mình cũng gửi một tí qua, qua mà mình không có nói khán giả nghe để sự chừng nào mà mình thấy duyên đủ thì mình nói cho quý vị tôi yêu mến năm chú tiểu bằng cả công ty mình và cả những cái gì mà tôi làm Chứ không phải tôi yêu mến năm chú tiểu để tôi lợi lợi dụng cái đó để tôi lấy tiền mạnh thường quân hay là tôi lợi dụng cái đó để tôi làm cái gì đó cả. À, tôi thấy là ba bữa nay không có youtuber nào mà chia sẻ những video clip giúp bên thiền nam để cho người ta xem những video clip đó mà bên thiền nam cũng cũng đã yêu cầu là chia sẻ mình có ao ước là cái video clip à, thiền nam bay nay sẽ nằm trong top 1 trending À, cuối cùng là ba ngày nay là không có cái youtuber nào mà lên mà để quảng cáo cho thiền nam những video tiếp đó mà toàn bộ lên là cứ chửi mắng với nhau suốt nếu mà chửi mắng với nhau suốt thì chửi mắng mấy anh chính nghĩa địa kìa mấy ông giống như mờ à, phong cùi hay là ông luật sư youtuber rồi luật sư vlog gì đó lên đó mà mắng nó mắc bớ chi hết đề tài rồi sao mà tiên người nhà mình mắng người nhà mình hoài vậy rồi thưa nhau được không thưa nhau ví dụ như bên bên à, bên anh toán trần thưa bên thám mưa cao và bên thám mưa cao thưa ngược lại anh toán trần rồi người thì ngang người ta buồn không nghe người ta cũng buồn chứ hai anh đó vì tôi mà bánh lộn chúng ta phải dừng cái cuộc chơi này lại đi chúng ta hết đề tài sao chúng ta làm hôm nay là phun Nghe bay cảm thấy là rất là buồn buồn về sự việc này mà không biết nói làm sao như vậy em nhà, nhà, không biết nói làm sao mùng ba tết Thay vì chúng ta chia sẻ những video clip cho bên Thiền Nam Chúng ta giúp Thiền Nam có thêm những lượt xem Chúng ta giúp Thiền Nam có thêm tiếng nói trên cộng đồng mạng Để cho người ta hiểu rõ rằng Thiền Nam là cái nơi mà có nhiều nhân tài Và là cái nơi mà có rất nhiều tình yêu mến Và có lòng tha thứ Chúng ta đừng có làm cho Thiền Nam người ta hiểu hiểu nhầm là cái nơi mà à, Như thế này thế kia giống một báo đăng Chúng ta phải dùng mọi cái tiếng nói của chúng ta để chúng ta bảo vệ thiền nam Bây giờ chúng ta không dùng tiếng nói đó bảo vệ thiền nam Mà chúng ta lại dùng tiếng nói đó bảo vệ danh dự của mình hay thế nào đó Thì từ từ mình mình khuyên hôm nay mùng ba Tết mình khuyên là một ngày mình khuyên cuối cùng Mình không khuyên nữa Mà cứ anh nào mà làm cho thiền nam mất mặt hay là Có tiếng nói nào mà xúc phạm thiền nam thì mình Mình sẽ lên tiếng mình nói thẳng thẳng mặt luôn, mình kêu tên thẳng mặt luôn Chứ mình không không có cần phải giấu giếm để làm gì Mình quá sức chịu đựng à Chửi dài 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 Chửi từ năm trước Lên tới năm sau luôn Tới bây giờ bắt buộc làm làm tiếp tục Mình cũng không hiểu nổi Tại sao như thời gian nó ra thì Mình giới thiệu những đoạn video clip Trà tiểu phẩm hài của bên Thì Nam đi cho khán giả người ta biết Có rất nhiều khán giả không biết cái video đó Vì thấy mình phải tạo một kênh tiktok ra Để mình mình giới thiệu video đó nữa Tại sao những cái tác phẩm mà công sức của Thiền Nam đưa ra chúng ta không giúp Thiền Nam chia sẻ với mọi người cho mọi người biết Trên tường mình chia sẻ đầy luôn đó à, Chính vì chia sẻ như vậy mà Cái lượng người bên coi bên Thiền Nam cũng tăng nhưng mà cũng không không được một triệu view mọi người Thiệt, thiệt tình đó chứ mình thấy là không chịu chịu view mình xem hoài xem hoài luôn đó cái tiểu phẩm mà hài mà mùa na mùa neo á mùa neo phần covid rất là hay Tại sao chúng ta không lên chúng ta chia sẻ mà chúng ta cứ lên trên chúng ta chửi lộn với nhau suốt? Là chúng ta nghe lại một lần nữa cái 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 dư âm của người Thiền Am muốn chúng ta làm cái gì? Và bên Tham Tử Cao hay là bên cô Trang Vina thì quý vị cũng thấy là à, họ là những người đã có những cái sự mà mà đóng góp giúp cho những cái vụ án oan chẳng hạn như là hồ Diệu Hải đó, hoặc là những vụ này vụ kia nó vào thẩm thiết kế cái Thiền Am cũng vậy. Thưa quý vị thấy bên tham tự cao đã dành rất là nhiều thời gian để đi sưu tập, để đi uh, tìm những cái chứng cứ mà để uh, minh oan cho những cái người bị oan, mình rất là cảm động. Cho nên mong rằng đầu năm mới tất cả chúng ta có thể dung hòa trong cái uh, ngày xuân trong cái không khí Tết à, vui vẻ đầm ấm này quý vị ha. Rồi. Đó. Đó, chính thầy ông nội còn phải vỗ tay. Dung hòa hai bên lại. Tại sao không có nghe lời Thiền Am? Quý vị xem thường những lời nói của bên Thiền Nam Xem thường lời nói của thầy ông nội là sao Mình nói nếu các anh cứ xem thường lời nói của bên Thiền Nam Và xem thường lời nói của thầy ông nội Thì một ngày nào đó khán giả chán nản Khán giả sẽ tẩy chay các anh thôi Và cái kênh của các anh sẽ bị mất đề xuất Và lúc đó thì không biết Phương Nam Bay sẽ nói sao nữa Mình chỉ mong muốn rằng chúng ta nắm tay lại để mà chúng ta phản biện cho Thiền Nam một cách tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta không biết cách phản biện, thì chúng ta sẽ chia sẻ những video clip giúp Thiền Nam uh, và nâng cao được cái cái vai trò cái kênh của mình. Thiền Nam hiện tại bây giờ còn hai kênh nữa, Thiền Nam đạo pháp và còn cái một cái kênh nữa là kênh gì? À, Thiền Nam ca nhạc. Còn hai kênh nữa mà mình thấy không có khi nào mà anh em lại chia sẻ mọi người biết là Thiền Am còn hai kênh nữa. Và cái, cái 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 mục tiêu lớn nhất của Thiền Am hiện tại của năm nay là cái gì? Thầy ông nội đã nói rồi mà chắc các anh đã quên. Sẽ giành giải thưởng Vin Future của tập đoàn Vin Group. Nhớ chưa? Bởi vì mình thấy uh, sau sau mở video clip lên mình thấy sao sao ngày khi Muốn vô ủng hộ anh em, muốn vô muốn trả lời, muốn vô muốn chào hỏi mọi người mà thấy ngao ngán quá Anh này chửi anh kia, anh kia chửi anh nọ, không ra cái gì cả Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là Chúng ta phải, nếu mà chúng ta không phản biện được Thì chúng ta có thể là chia sẻ những video clip Thiền Nam đóng, cũng công sức dữ lắm Quý vị biết là họ trù, họ ẻo Cho những cái tác phẩm của bên Thiền Nam không có thể mà lên trên uh, Phát lên Youtube được mọi người cũng rất là lo lắng tại sao chúng ta không làm những video clip mà để chấn an mọi người tại sao chúng ta không làm những video clip mà phản biện lại những vấn đề đó mà chúng ta phải nhắm về phản biện người với người không mình cũng chả hiểu tại sao nữa rồi mình buồn nữa có một cái mình buồn nữa mà nói như vậy nhầm khi mạnh thường quân lại buồn tại sao mạnh thường quân không cho tiền thiền am mà đi cho tiền những người đi chửi mướn một người 5 triệu 7 triệu gì đó khán giả nhắn cho mình là nói full game ơi cô buồn quá tại sao à, họ nói là họ mà làm mạnh thường quân của thiền am mà không tặng tiền cho thiền am mà đi tặng tiền cho youtuber mà miễn youtuber đó là những youtuber chửi lộn chửi lộn với nhau chơi chơi trên mạng mình thì mình cũng vào mình xem thì mình thấy cũng hỏi ôi luôn mình cũng không biết được mà trả lời với vị khán giả vì không cảm vấn đề cái cái vụ mà mạnh thường quân thích cho tiền hay là tiền của mạnh thường quân nhưng mà theo tâm của mình thì tốt nhất là tặng cho những cháu nhỏ bên Thiền Nam là có ý nghĩa nhất Chứ tự nhiên cái cãi lộn nhau trên mạng đã rồi tặng tiền với nhau mình thấy nó hơi kỳ kỳ cục cục vậy đó Thì mình nói, mình nói thì mình bỏ Còn các bạn cảm thấy mình nói mà không có nghe, không có đúng như cái lời tâm tư các bạn Và không có muốn, muốn muốn như các bạn suy nghĩ Thì các bạn có thể là rời khỏi kênh này kênh này hoạt động lúc đó lúc đó tới giờ cũng vì tâm yêu mến thì nghe em làm thôi và kênh này thì cũng không bao giờ có những mạnh thường quân nào cả ok à, xin chào cô chị chăm nha xin chào Nguyễn nguyễn mình thấy buồn quá không biết làm sao bây giờ đó à, cứ như vậy hoài là thì nghe em sẽ bị mang tiếng tại sao tiền cả ngàn hai ngàn đô đó sao không cho thiền nghe em thì em biết bị biết là trong những cái dở kịch vừa rồi quý vị biết là chuẩn bị sân khấu bao nhiêu tiền không rất tốn rất nhiều tiền mình là người có từng hồi 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 thời sinh viên tới lúc đi làm mình đã có từng cộng tác với những cái cái nơi mà làm mà âm thanh nhạc cụ như vậy quý vị biết là mướn một cái đèn một mon, mono hit đó là 500 trăm một ngày số mít coi thử thì ngang có bao nhiêu nhiêu cái bóng đèn rồi mướn người ta chỉnh âm thanh một ngày là cần cả triệu bạc thì nghe đã bị khán giả yêu mến khán giả à, như thầy, lời thầy ông nội nói ba năm ba năm qua không biết đền đáp uh, khán giả làm cái gì mới làm một cái body by như vậy mình cũng mong muốn là những video của bên thiền nam sẽ đem lại những nụ cười sẵn khoái cho khán giả và những video đó có thu nhập để bù đắp lại những cái gì mà thiền nam người ta đầu tư vào cái sân khấu đó đầu tư tôi nói là tiền trăm triệu đó chứ không biết đâu vì mọi người còn công sức con người ta nữa Ờ xin chào chị Helen USA nha chúc chị năm mới vui vẻ xin chào chị sen trắng nha mình thấy là quá trời phung phí mặc dù đó không phải là tiền của mình thực tế là vậy nhưng mình thấy rất là phung phí à, không biết tại tại sao mà cái sự việc thì nam đến nước này luôn vậy thương thì nam thì phải lo thì nam chứ tại sao thương thì nam lại do lo cho youtuber mình cũng thấy ngọn ngộ kỳ kỳ cục cục thôi mà thôi mình nói như vậy sợ dù khi đến tới tay mạnh thường quân họ sẽ buồn họ sẽ buồn phiền nhưng thực tế là cái người nào họ yêu mến phải là cái người đó chứ không phải là cái người khác tất nhiên là tặng tiền cho những youtuber thì càng tốt nữa tốt nhưng mà tại sao tặng cho youtuber mà không tặng cho bên thiền em mình đánh dấu hỏi vô đó thôi còn các cô chú anh chị mạnh thường quân tiền của mình muốn làm sao thì làm mình đi đánh dấu hỏi vô đó thôi tôi mình ví dụ như youtuber được một triệu thì thiền am ít nhất cũng phải được 5 triệu đúng không mình thì mình nói như vậy thì có một số khán giả sẽ ném đá mình và có một số youtuber cũng thể ném đá mình nhưng mà mình vì yêu mến thiền am mình cảm thấy có sự ganh tị như vậy không có nếu mà mình không có sự ganh tị thì mình lại không phải là người yêu mến thiền am đúng không quý vị thấy đúng thì quý vị like cho mình à, hiện tại có ba trăm khán giả xem mà chỉ có 105 like à mình khó hiểu chỗ này quá thì tới mình có sự ghen tị mình có sự ghen tị với thiền am rõ ràng tại sao họ mở miệng ra yêu mến thiền am mà sao họ không gửi tiền cho thiền am mà họ gửi tiền cho youtuber nó đọc cái chỗ đó đó youtuber làm youtube nó có tiền rồi ít nhiều cũng có có, có có tiền rồi thì 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 mấy người đó lấy cái tiền đó mà tự trang trải đi chứ đúng không quý vị thấy khi nào mà Phụng nghe vay mở miệng ra xin tiền mạnh thường quân chưa chưa bao giờ đúng không ờ ừ, ai cho thì cho nhưng mà mình cảm thấy là mình cũng không cần cái số tiền đó thì mình cũng đã à, xin lỗi một cái người mạnh thường quân năm trước cho mình hai triệu nhưng mình không có xài mình cho anh hồ bảo quốc một triệu vì con anh đẻ non còn một triệu nữa là mình cho miền trung mình cái gì mình nói thật mình không có ân nói thật mình chỉ nói một lần thôi còn nói dốc nói xạo nói rất nhiều lần mình nói như vậy đó mà mình mình nói để cho cái chị đó biết thôi cái, cái chuyện này mình chất chứa trong lòng mình cũng chả muốn nói để làm gì còn ví dụ như à, chị này trách móc mình thì mình có thể là không phải nói là mình sẽ gửi lấy, lại cái số tiền đó cho cái chị nếu mà nói ê phụ nữ em à, tôi, tôi cho tiền ông để ông xài tự nhiên sao ông lấy tiền đó cho người khác như vậy như vậy là không, không nể tôi đó thì mình cũng xin lỗi mạnh thường quân trước nhưng mà mình thấy một số ghen tị mình không nói thì nó không kỳ nhưng mà thôi nói thì bỏ mình thấy nó 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 sao sao đó mình mình uh, ông Hoàng Nguyên Ba Phải tôi đã quỷ uh, kênh ông này ông Hoàng Nguyên Ba Phải là ai ta là ai Ở xin chào bạn Hạnh uh, hạnh Đặng nha là ai ta ta mình thấy uh, sao sao đó, không mình thấy mình có sự ghen tị thế nào mà khán giả biết có sự ghen tị không thì mình không biết À, không 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 biết thì à, nói chung cái là sắp tới thì ai làm sao làm à, con đường bạn đi thì bạn cứ đi nhưng mà mình nhắc cái à, các bạn rằng là làm như vậy khán giả rất là chán và cái kênh của ta thành công là thành công đó không phải là do những cái à, những cái cái à, mạnh thường quân hay là do những cái những cái gì đó cũng là cảm thấy đúng mà chúng ta phải nghe lời khán giả nó thì ai cứ làm thì làm mình thì cứ con đường mình đi thôi tại vì kênh này mình nói thẳng luôn á nói ra nhiều khi người ta ghét có bốn nít like đó mà mình biết bốn like này là bốn like người nhà của mình luôn chứ không phải là cái người anti fan tại vì anti fan là mình nghĩ là các anh này chỉ là đứng ở bên một thái cực khác các anh đứng ở bên uh, lửa